Đây, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Lixe Cup. Đây là một số cặp là xoay dò gà dành cho anh em lên xe, đây mình sẽ giới thiệu. Nó phụ thuộc vào phù hợp với cái nhu cầu của anh em cặp nào thì anh em chơi cặp đó nha. Đây rồi, tất cả đều là xe cấp hết nè. Những cái cặp phụt này là xài chung hết, chỉ có ông nội này là khác, là nó dành cho xe cấp đời 2000 trở đi. Cái đùm trước nó to, hai cây cốt trước nè, hai cây cốt trước nó to bằng cây cốt sau. Còn bình thường là cây cốt trước nó nhỏ, còn đây cốt trước nó to nè. Đây là dành cho cốt đùm to thôi, đùm to. Còn lại thì bốn cái này thì bằng nhau. Hai cái lò xo này là dành cho anh em gắn cho xe nào cũng được. Cái này của một cánh én, hai cái này xài chung được luôn. Nhưng mà cái này cặp đen là nó giống như mấy cặp đây anh em. Đó, xài chung xài cấp. Còn cặp đây là của cánh én. Nó màu trắng. Màu bạc trắng dành cho cánh én gắn đúng đời xe. Còn xài chung vẫn được các bạn, xài chung vẫn được nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng cặp. Đẹp xấu là sao nha. Đây. Hai cặp này đó, hai cặp này bằng giá, cặp này rẻ hơn, cặp này mất tiền, cặp này cũng rẻ tiền, hai cặp kia rồi này đó, dành cho anh em câu muốn lấy cặp nào lấy các bạn. Đây, tất cả những cái cặp là xo dầu gà bên mình là hàng tháo xe, do tự tay mình tháo xe hết các bạn. Đẹp nha, là xo bằng phẳng, không méo, không mục. Khi mà các bạn coi cái bánh xe của các bạn mà nó bị nghiêng một bên á, thì nó sẽ có hai khả năng. Một là cái lò xo này, hai cái lò xo này nó không đều nhau, cái dài cái ngắn, có nghĩa là nó giãn nửa ra các bạn. Cái thứ hai là cái bậc thao ở trong đây nè, nó bị lỏng, nó sụt xịt, dẫn đến cái dầu gà của mình nó đẩy tới đẩy lui. Thì cái bậc thao trong đây mình có thể thay được. Nếu chúng ta thay cái bậc thay lô ở ngoài thị trường nó bán 10.000, 20.000 đó, nó sẽ bán hai cái cục trong đây cộng với hai cái cục ở trong đây luôn là bốn cục, có tổng cộng là bốn cục, bán ở ngoài đồ lô khoảng 20.000. Còn đồ zin thì không có bán các bạn, đồ zin thì các bạn phải mua nguyên cả cái dầu gà đó hoặc là thay cái lò xo thì nó mới chuẩn nha. Rồi, cặp tiếp theo, cặp này đẹp hơn đó. Cặp này thì ốc tán chân anh em nhìn nó còn bảy màu này đó, nó màu vàng luôn. À, cặp này là ken nhất, cặp này là tháo xe thì chót rất là đẹp, đây mới chát luôn đó. Đây dành cho anh em lên xe cột nha, cột thì cột. Rồi, cặp này thì cũ hơn, giá rẻ, giá bằng một nửa mấy cặp kia nhưng mà vẫn xài ok hết các bạn. Này tháo xe cũ hơn cho nên chất lượng nhìn nó xuống hơn. Cặp này thích hợp cho anh em nhu cầu thay một cái xe đi làm hay là đi chơi đồ này nọ mà cần một cặp zin thì cặp này đó, cặp này các bạn nó chỉ xấu hơn thôi, còn chất lượng nó vẫn còn ok nha. Cặp này thì có vú bơm mỡ, cặp này là dành cho anh em gắn xe 81-86 đời đầu, nó có vú bơm mỡ này các bạn đó, hoặc là xe DD. Cặp này anh em gắn cho xe DD là bá cháy bồ chét luôn, đúng bài, đúng bài DD các bạn đó, hết thuốc luôn. Cặp này gắn cho DD hết thuốc nha, không còn thuốc để chữa, hết thuốc. Cho anh em nhìn đẹp không, chú bùm mỡ rất đẹp các bạn. Rồi, cặp này thì dành cho anh em gắn đời cao, đùm to, đùm to. Đó, cặp này cũng rất là đẹp, hàng tháo xe kho luôn. Đó, rất là đẹp các bạn, dầu gà rồi mới chát đó nè. Đó, chân đầu rồi cũng vẫn còn hoàn khe. À, đùm to nha. Rồi hai cặp lẻ dành cho anh em gắn xe cánh én nè, rất là đẹp nha các bạn, trắng ngắt. Anh em nào lên xe cánh én là đúng bài, về zin anh em muốn về zin là lên cặp này nha. Lên xe cánh én là đi thêm một cái cặp mà bơm mỡ nữa là đúng bài nha. Rồi cái này cặp lò xo không, dành cho anh em nào mà lò xo bị hư thì chúng ta thay lò xo thôi, không cần thay cả lò xo dầu gà. Thông thường thì chúng ta sẽ mua nguyên một bộ lò xo dầu gà, còn nếu mà mình thấy cái dầu gà của mình nó còn ngon, không cần thay dầu gà thì chúng ta thay lò xo.
Còn nếu mà muốn đồng bộ nữa thì chúng ta chơi nguyên một cặp, chơi nguyên cặp như này là nó đồng bộ các bạn. Còn nếu mà là xoay hư không thì thay cái là xoay nha. Đó, đó là những cái là xoay giò gà dành cho anh em lên xe này, có rất là nhiều nha. Thì ngoài ra anh em có nhu cầu lấy những món gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp bên shop nha các bạn. Shop có đầy đủ linh kiện đồ chơi phụ tùng riêng xe cúp các loại đầy đủ nha các bạn. Anh em muốn gì cứ nhắn tin trong Zalo giúp mình, mình sẽ báo giá nha. Phương thức mua hàng thì những anh em ở khu vực Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì anh em mua làm chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code, tất cả mọi sản phẩm bên shop mình không ship code nha, chuyển tiền trước ship hàng sau. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.